Chào mừng các bạn đến với kênh Dây Đeo Kỹ Năng, chuyên kênh chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, đội, thiếu nhi và các chủ đề cuộc sống. Mình là Thọ và hôm nay mình làm video chia sẻ cho các bạn cách làm hoàn thiện một móc khóa hoa hướng dương 8 cánh, mỗi bên 4 cánh. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Tương tự như các video trước, các bạn cũng lấy trung điểm của các sợi dây chúng ta sẽ thực hiện ha. Sản phẩm này mình sẽ để dây màu đỏ vào giữa. Các bạn làm dấu vị trí trung điểm để tí nữa chúng ta làm nó không bị mất cái dấu này. Rồi, nút đầu tiên, nút bắt đầu của móc khóa hoa hướng dương 8 cánh, mỗi bên 4 cánh. Thì chúng ta sẽ làm nút cúc áo Nhật Bản ha. Nút cúc áo Nhật Bản thì hướng dẫn chi tiết mình đã làm trong video trước, các bạn có thể xem lại. Ở phía trên này mình sẽ chỉ trừ lại một kem màu đỏ thôi, còn dây màu xanh và dây màu vàng thì mình sẽ rút ngắn lại. Rồi, mình đã sửa xong nút cúc áo Nhật Bản, nút bắt đầu của móc khóa hướng dương 8 cánh. Thì bây giờ ở vị trí này mình sẽ làm một nút cúc áo Nhật Bản nữa. Tất nhiên thì mình chỉ dùng một dây màu đỏ này thôi.
các bạn lấy các sợi dây màu xanh và màu vàng các bạn xỏ vào lỗ giữa này ha. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại. Các bạn lưu ý là dây màu đỏ nó vẫn ở giữa của dây màu vàng và dây màu xanh. Dây màu đỏ vẫn ở giữa dây màu vàng và dây màu xanh ha. À, các bạn lưu ý là nó vẫn theo thứ tự màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, đỏ, vàng. Ở đây các bạn sửa lại cho nó chặt tiếp. Như vậy là mình đã làm xong nút cúc áo Nhật Bản tại hai vị trí này. Và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện làm hoa hướng dương 8 cánh mỗi bên 4 cánh 3 giây. Thì video hướng dẫn là 1 giây mình đã chia sẻ ở video trước, các bạn có thể tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ tách dây ra. Và dây bên phải các bạn gập từ trên xuống dưới. Và các bạn giữ như thế này ha. Này ha. Rồi tiếp tục dây bên trái thì các bạn đặt từ dưới bên trên và gập đè sang dây bên phải, ngón tay cái các bạn giữ tại vị trí này. Tiếp tục cánh tiếp theo các bạn cũng đặt từ dưới đặt lên, chúng ta gập bên trên dây bên trái. Như thế là chúng ta đã được cánh thứ nhất. Tiếp tục cánh thứ hai, các bạn cũng đặt từ dưới đặt lên và đè lên dây bên trái. Như thế là chúng ta sẽ được cánh thứ hai. Cánh thứ ba tương tự, và chúng ta sẽ xỏ qua lỗ này. Các bạn lưu ý dây màu vàng thì nó sẽ nằm ở bên trong của hoa hướng dương, màu đỏ ở giữa và màu xanh lá ở bên ngoài. Thì cũng giống như màu vàng là nhụy thì chúng ta sẽ nằm ở bên trong, và màu xanh lá thì như màu của lá thì nó sẽ nằm ở bên ngoài. Như thế chúng ta đã được ba cánh, và cánh thứ tư cũng tương tự. Các bạn vòng từ dưới vòng lên, chúng ta sẽ luồn qua lỗ của cánh thứ nhất, chúng ta cũng đè lên đây. Như thế là chúng ta đã được bốn cánh của một nửa. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện tiếp ở một nửa còn lại, thì bước này khá quan trọng. Khi cho dây lùn thì các bạn giữ cái này ra cho nó to một tí,
chúng ta sẽ lùng. Thì ở đây các bạn cũng sẽ gập từ trên gập xuống, và mình sẽ làm lần lượt từng giây để cho nó dễ ha. Rồi, mình sẽ gập từng giây và bắt đầu ngay màu vàng trước. Tiếp tục những giây màu đỏ mình cũng gập tương tự. Và dây thứ ba màu xanh lá mình cũng làm tương tự. Như thế là mình đã làm xong được cánh thứ nhất của một đứa còn lại. Và tiếp theo cánh thứ hai thì các bạn sẽ không gặp nữa mà chúng ta sẽ xỏ. Các bạn sẽ xỏ ở đây. Nếu các bạn chưa rõ thì các bạn có thể tham khảo lại video mình đã chia sẻ cách làm hoa hướng dương 8 cánh màu bên 4 cánh, hoặc là hoa hướng dương 3 cánh 1 dây hoặc là 3 dây, thì mình cũng đã chia sẻ ở các video trước, các bạn có thể tham khảo.
Rồi như thế là mình đã cơ bản làm xong phần thô của bộ hướng dương 8 cánh, bộ bên 4 cánh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa dây ha. Các bạn rút ngắn dây lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ viên bi vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đút dây ha. Dây màu xanh các bạn sẽ rút lại để nó có nhiệm vụ là nó giữ các cánh hoa của chúng ta nó không bị tụt, và sợi dây màu vàng và sợi dây màu đỏ thì chúng ta sẽ tạo thành các cánh hoa. Tiếp tục chúng ta sẽ sửa tiếp ở một nửa còn lại.
Bây giờ các bạn bắt đầu sửa các cái cánh hoa của chúng ta. Cánh màu đỏ các bạn có thể làm to một tí. Cánh màu vàng thì chúng ta sẽ làm nhỏ lại. Tránh tình trạng để cho dây nó chồng lên nhau. Hoa nó sẽ nhỏ dần. Các bạn lưu ý là mình đang sửa ở mặt sau ha. Thế là mình đã xong một nửa, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nửa còn lại. Chúng ta sẽ sửa sao cho hai bên nó căng với nhau và đẹp. Thank you.
Như vậy là cơ bản mình đã làm xong được mẫu hướng dương 8 cánh, mẫu bay 4 cánh. Tiếp theo ở phía dưới này các bạn sẽ làm nút chữ kép. Các bạn vòng một vòng và hai vòng. Sau đó chúng ta sẽ lùng qua lỗ này. Các bạn thu ngắn ra lại. Chúng ta sửa dây cho nó căng. Tiếp tục cũng tương tự, các bạn lấy các cái mũi dây ở đây và chúng ta cũng sẽ làm nút chữ kép. Tương tự giống như màu xanh. Trở lại như màu vàng. Rồi, như thế là chúng ta đã xong được móc khóa ở hướng dương 8 cánh. Và phần dưới này các bạn có thể để tua, hoặc là các bạn có thể làm nút cung nhọn ở dưới này ha. Con nhọn các bạn gặp như thế này, sau đó chúng ta sẽ đan vào trong này. Và như thế là chúng ta đã xong một con nhọn. Và ở 5 giây còn lại các bạn cũng làm tương tự. Rồi, như vậy là mình đã xong được phần đuôi và chúng ta sẽ cắt bỏ ở đây. Rồi chúng ta sẽ dùng sợi dây chỉ và luồn viên ngọc vào ở giữa đây.
Sau đó các bạn gắn móc quen lên làm móc khóa. Như thế là chúng ta đã làm xong móc khóa hoa hướng dương 8 cánh, ở bên 4 cánh. Đây là mặt sau ha, mặt trước các bạn thấy đẹp không ạ? Hy vọng là các bạn sẽ làm thành công sản phẩm này. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin và video mới bổ ích từ video kỹ năng. Xin chào và hẹn gặp lại.